Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 162. Nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời đang đánh tới, Lâm Nhất đưa tay cầm lấy chuôi kiếm, theo quán tính định rút kiếm ra khỏi vỏ. Ù, Táng Hoa ngân vang, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia kỳ lạ, đột nhiên tỉnh táo lại. Mắt trận của kiếm trận Bách Quỷ Dạ Hành chính là kiếm Táng Hoa trong tay hắn, mặc dù không biết rõ về kiếm trận này, nhưng một khi rút kiếm có lẽ sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ tới lời Diệp Phi Phàm nói, rất nhiều người đánh giá thấp cửa đầu tiên, thậm chí ngay cả chiêu bài tẩy cũng không dùng. Cho dù may mắn qua cửa, cũng sẽ chết trong cửa thứ hai, Lâm Nhất đã lờ mờ đoán được gì đó. Có lẽ không phải bọn họ cố ý đánh giá thấp cửa đầu tiên, mà là không chú ý tới điểm kỳ lạ của kiếm trận này, một khi rút kiếm, trận pháp sẽ hạn chế một số chiêu thức và thực lực, chiêu bài tẩy có muốn dùng cũng không thể dùng được. Không phải đánh giá thấp, mà là bất đắc dĩ phải vậy. Nhất định là vậy. Lâm Nhất trong nháy mắt sáng tỏ, ngoại trừ cái này ra, thì không còn cách giải thích nào khác. Hơn nữa người đi vào đều đã chết hết, chỗ kỳ lạ của Bách Quỷ Dạ Hành cũng không thể giải thích với người khác. Người ngoài chỉ nhìn thấy, anh tài xông vào, cửa không dùng chiêu bài tẩy ở cửa thứ nhất, mình đầy thương tích đổ gục ở cửa thứ hai, nhưng lại không ngờ điểm mấu chốt của Bách Quỷ Dạ Hành lại nằm ở thanh kiếm trong tay họ. Thủ đoạn thật thâm độc. Trên người Lâm Nhất lướt qua hàn ý, đưa mắt nhìn qua, phát hiện muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Kim ô cửu biến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nhất mở rộng hai tay, thúc giục thân pháp kim ô cửu biến lên cực hạn, thân ảnh bay cao, di chuyển xung quanh, né tránh qua lại giữa vô số kiếm quang đánh tới thân pháp đó khiến người xem hoa cả mắt, kinh ngạc vô cùng. Nhưng dù vậy, Lâm Nhất cũng đã bỏ lỡ chút thời gian, khi hắn đáp xuống đất, trên người đã có ba vết thương do kiếm quang gây ra. Xoạt xoạt, máu tươi lập tức nhiễm đỏ áo xanh, cũng may không đánh trúng chỗ hiểm, nhìn thì dọa người nhưng không gây ảnh hưởng gì lớn. Giết! Thấy hắn đáp xuống, 100 kiếm khách áo đen biến ảo bước chân, tựa như mũi tên ngập trời phá vỡ hư không, lao về phía Lâm Nhất như tia chớp. Keng keng keng! Tiếng kim loại va chạm vào nhau không ngừng vang lên, Lâm Nhất không rút kiếm ra khỏi vỏ, chống lại kiếm khách áo đen từ bốn phía đánh tới. Cho dù không rút kiếm nhưng kỹ thuật mà Lâm Nhất thi triển ra vẫn khiến cho người ta trầm trồ, thể hiện trình độ kiếm đạo tuyệt diệu vô song. Thân người như lá rụng tung bay, trong lúc xoay người di chuyển, phòng thủ chặt chẽ không một kẽ hở. Nhưng quá nhiều. Số lượng người quá nhiều, 100 kiếm khách áo đen, mỗi lần có đến 10 người giết về phía hắn, một đấu một còn có thể địch lại, nhưng một đám người cùng xông lên, trước sau trái phải chỗ nào cũng là sát chiêu, khiến cho Lâm Nhất khó mà khống chế được cục diện, kiếm pháp liên tục gặp trở ngại. Đợt trước vừa xong, đối phương lại lập tức tới đợt tiếp theo, 100 người chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 10 người, có thể phát động tấn công không ngừng nghỉ. Bóng đen mờ mịt, phổ biến vô tận, giống như thủy triều liên xuống, liên tục không dứt. Có chuyện gì vậy, tại sao Lâm Nhất lại không rút kiếm, còn không rút kiếm, thì thực sự không chống đỡ tiếp được đâu. Một thân trình độ kiếm đạo nghịch thiên như vậy mà không rút kiếm, ít nhất cũng phải hao tổn một nửa kiếm uy, Lâm Nhất này đang nghĩ gì vậy? Tình thế cực kỳ hung hiểm, Lâm Nhất lại không có bất kỳ động tác rút kiếm nào, khiến cho người xem không thể hiểu nổi. Mặc dù bọn họ không đánh giá cao việc Lâm Nhất muốn lấy đi kiếm thiên lôi, nhưng đây mới chỉ là cửa đầu tiên, đáng nhẽ không phải là vấn đề gì lớn với Lâm Nhất mới đúng. Nhưng trước mắt, Lâm Nhất lại khiến cho bản thân cực kỳ bị động. Đối phương giống như là thủy triều, từng đợt lại từng đợt xông tới, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Nếu không tấn công mà chỉ phòng thủ thì dù cho phòng thủ có tuyệt diệu như thế nào cũng nhất định sẽ có lúc sụp đổ. Chẳng lẽ tên nhãi này đã nhìn ra được điều gì rồi? Đại trưởng lão nhà họ Phong thấy Lâm Nhất không chịu rút kiếm, sắc mặt không khỏi thay đổi, rõ ràng đã bắt đầu lo lắng. Phong Huyền Tử cười khẩy nói, nhìn ra thì thế nào, rút kiếm thì chết, mà không rút kiếm sẽ chỉ chết càng thảm hơn, dù sao cũng chỉ có một đường chết. Translate. Cũng đúng. Những trưởng lão nhà họ Phong thấy dáng vẻ chật vật của Lâm Nhất, nghe vậy cũng bật cười. Đây là một âm mưu công khai, người có nhìn ra được manh mối gì không, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Lâm Nhất âm thầm cân nhắc, hồi lâu trong mắt hắn lóe lên sự kiên quyết. Tranh đấu với người, từ trước đến nay không có đạo lý chỉ thủ không công. Muốn giết ta cũng không đơn giản như vậy đâu. Mắt thấy 10 tên kiếm khách áo đen lại lần nữa lao tới, Lâm Nhất khẽ cau mày. Phong mang trong mắt nổi lên. Dưới tình huống mà không ai ngờ đến, hắn vỗ mạnh lòng bàn tay lên chuôi kiếm Táng Hoa, vang lên một âm thanh cực lớn. Ầm! Vỏ kiếm cắm xuống mặt đất hai tấc, kiếm thế mạnh mẽ hóa thành cơn lốc quét ra, đánh lui 10 kiếm khách áo đen đang lao tới, sau đó hắn đứng chắp.
ai sau lưng, lạnh nhạt nhìn 100 kiếm khách áo đen. Tên này điên rồi sao? Thực sự không rút kiếm ra sao? Trời ơi, quá ngạo mạn rồi. Ta chưa từng nghe nói có người không cần dùng kiếm mà phá tan được kiếm trận Bách Quỷ Dạ Hành. Nhìn thấy cảnh này, tất cả anh tài kiếm khách ở quảng trường Thanh Nham đều kinh ngạc kêu lên. Đám người Triệu Nham trên Phi Thiên Đài cũng há hốc mồm miệng, nói không lên lời, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đừng! Trên khán đài, vẻ mặt Bạch trưởng lão căng thẳng, không tự chủ mà đứng dậy. Lạc Hoa lạnh nhạt nói, ngồi xuống. Vẻ mặt Bạch trưởng lão do dự, cực kỳ không cam tâm mà ngồi xuống. Ha ha ha, cái tên này hồ đồ rồi, hắn sắp không chống nổi nữa rồi. Trên bục khách quý đại trưởng lão nhà họ Phong cười rộ lên, mắt lộ ra hung quang, tựa như đã nhìn thấy 100 kiếm khách áo đen chém Lâm Nhất ra thành từng mảnh, chết không có chỗ chôn. Hừ. Phong Huyền Tử hừ một tiếng, cũng không nhiều lời. Nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lo, ông ta im lặng nhìn Lâm Nhất, đối phương trong mắt ông ta đã như một người chết. Hi hi. Phong Tiểu Ngư không nhịn được mà cười tô toét. Vẻ mặt vô cùng phấn khích. Nhưng chính vào lúc này, trong tay Lâm Nhất không biết từ lúc nào lại có thêm một cây sáo ngọc, khi Lâm Nhất đặt sáo ngọc lên môi, mái tóc Lâm Nhất rẽ ra, không gió tự bay. Trong khoảnh khắc đó, ngũ quan gần như hoàn hảo, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của Lâm Nhất khiến tất cả cô gái ở quảng trường đều không nhịn được mà tim đập loạn nhịp. Thực sự quá đẹp. Công tử thanh tao như ngọc sáng, trên đời khó gặp người thứ hai, sợ rằng cũng chỉ như vậy. Cung, thương, giác, trùy, vũ, đạo âm luật, không vào cánh cửa này đều là phạm âm. Một khi vào cánh cửa này, cất giọng lên chính là âm vương hầu. Lâm Nhất nhắm hờ mắt lại, vào khoảnh khắc đối phương giết tới, lại đột nhiên mở ra. Âm, kiếm ý cuồn cuộn khoáng đạt lúc này điên cuồng dâng trào, nháy mắt hiện ra phong mang ác liệt trước nay chưa từng có. Âm vương hầu, kiếm ý bán bộ thần tiêu, thánh khí tử ngọc. Thần trúc tiêu, tấu một khúc trần quang kiếm pháp, ta hỏi. Hoa mọc từ chốn nào? Từng tiêu âm tựa như tiếng gầm giận dữ mà thiên tử tương lai phát ra, từng tiếng chói tai, chấn động chín tầng mây. Động tác của tất cả kiếm khách áo đen bị kiếm ý bao trùm nháy mắt trở lên cứng nhắc, không kịp suy nghĩ nhiều đã bị kiếm thế vô biên bao phủ. Dưới sự chèn ép của âm vương hầu, cảm giác giống như thứ dân đối mặt với thiên tử. Uy lực bao trùm, như bước chân trên băng mỏng. Trong tầm mắt, không dám nhìn thẳng. Keng keng keng. 100 kiếm khách với khí thế hung hãn trong nháy mắt khó có thể tiếp. Cận được Lâm Nhất, dưới sự bao trùm của tiêu âm, chớp mắt đã phá tan được tình thế bất lợi lấy một địch trăm của Lâm Nhất. Vào lúc 100 kiếm khách rối loạn thế trận, khó giữ vững đội hình, không thể kết thành trận. Ở trung tâm quảng trường Thanh Nham có kiếm quang không ngừng lóe sáng, mỗi kiếm khách áo đen đều phải đối mặt với kiếm thế không thể tưởng tượng nổi này. Ngân quang trên người Lâm Nhất tỏa ra theo tiêu âm từ từ mở rộng, áo xanh tung bay. Hắn tựa như tiên nhân rơi xuống từ trên mặt trăng, tiêu âm mở ảo, bắn ra kiếm ý, rộng lớn khoáng đạt, cuồn cuộn vô biên. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở quảng trường Thanh Nham đều sửng sốt, kinh ngạc tới nỗi không khép nổi miệng. Chuyện này sao có thể? Chỉ bằng một khúc tiêu âm đã có thể trấn áp được kiếm trận Bách Quỷ Dạ Hành, chỉ thổi cây sáo ngọc trong tay thôi đã khiến cho 100 kiếm khách áo đen đau đớn đến mức chết đi sống lại. Lấy một địch trăm, áp chế toàn bộ đối thủ theo chiều ngược lại. Việc này, Phong Tiểu Ngư trên Phi Thiên Đài, ánh mắt lộ ra vẻ xúc động, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu âm mở ảo, kiếm ý như tiên. Dưới ánh mắt của mọi người, ý cảnh trong tiêu âm của Lâm Nhất lại thay đổi, hắn rõ ràng đang đứng ở đất bằng, lại cho người ta cảm giác tựa như bay trên 9 tầng trời, rũ mắt nhìn xuống chúng sinh, liếc nhìn thiên hạ. Hoa mọc từ chốn nào, ta đến từ nơi nào? Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi. Hoa bay nhẹ như mộng, mưa rơi nhẹ như sầu. Tiếng sáo bỗng nhiên biến hóa khiến tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, như thể một giấc mơ. Mà một khắc sau đã được thay thế bằng ý cảnh tiếng sáo, một chốc lại đặt mình vào trong con sông lớn rộng mênh mông, một chốc lại nhìn thấy chiếc lá cuốn theo cuồng phong hưu quạnh, rơi trên đỉnh núi cao. Hoa nhẹ dường nào, đẹp như một giấc mộng, mưa nhẹ dường nào, như phiền muộn ngày thu kiếm quang, làn sương máu, tiếng kêu thảm thiết, tất cả cùng với tiêu âm, xuất hiện trong kiếm trận Bách Quỷ Dạ Hành ở chính giữa quảng trường Thanh Nham. Không rút kiếm thì phải chết sao? Ta chính là Táng Hoa công tử đấy. Trong lòng Lâm Nhất lóe lên hàn ý, hắn thổi từ Ngọc Thần Trúc Tiêu, sát ý trong lòng dâng lên, phong mang giữa trán như máu. Ta đến từ trên trời. Hoa mọc từ trong lòng bàn tay. Nhân gian không còn gì nữa, chỉ xin tặng người đóa vân môn trắng. Soạt. Ngay lập tức, từng luồng tiêu âm nở rộ, kiếm khách áo đen bị đánh bay ra ngoài,
máu tươi bắn tung tóe, vô số kiếm khách áo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị thương thê thảm đến không nỡ nhìn, từng người đều cố gắng chống đỡ lại, nhưng rõ ràng đã vô cùng chật vật. Giết! Kiếm khách áo đen vô cùng điên cuồng, giống như những tử sĩ, mặc cho bản thân bị thương vô cùng thê thảm. Sau khi rơi xuống vẫn không sợ chết mà nhào tới, muốn nhân lúc ý cảnh tiêu âm kết thúc mà đồng loạt xông lên giết chết Lâm Nhất. Tìm chết! Tinh quang trong mắt Lâm Nhất lay động, phong mang vô tận nở rộ trên người hắn, từng luồng ánh sáng màu bạc bản ra, mái tóc dài như thác của hắn tung bay. Nhất niệm trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Vô số hoa tuyết tỏa ra ánh sáng bạc bay ra từ trong cơ thể Lâm Nhất, tựa như hoa tiên nở rộ, ở trước mắt mọi người tỏa ra quang mang chói mắt không thể tưởng tượng được. Am! 100 kiếm khách áo đen lập tức bị đánh bay hết ra ngoài, quần áo trên người và mặt nạ trên mặt đều tan vỡ. Không đợi đám người này rơi xuống, Lâm Nhất cài sáo ngọc ở bên eo, vươn tay nói, táng hoan. Keng! Táng hoa cảm trên mặt đất hóa thành luồng sáng mềm mại, chớp mắt đã ở trong tay hắn. Nếu đã trở mặt rồi, vậy hắn cũng không cần phải lưu tình, thiện lương của ngươi sẽ chỉ dung túng cho ác niệm của những kẻ này. Dư âm của tiếng sáo vẫn còn đó, cổ tay Lâm Nhất rung lên, táng hoa đã kìm nén từ lâu hoàn toàn bùng nổ. Am, kiếm khí dễ như trở bàn tay bay qua như tia chớp trước khi 100 kiếm khách này rơi xuống, cắt đi lớp chân nguyên hộ thể của bọn họ, rất nhiều thân. Xác tan vỡ như bọt biển. Cơ thể bị chia 5 x 7, máu tươi bắn tung tóe, chúng sinh tận diệt. Ánh sáng lạnh lóe lên, một kiếm giết 100 người. Quảng trường thanh nham, máu chảy thành sông. Mùi máu nồng nặc gay mũi bốc lên, đưa mắt nhìn ra, khắp quảng trường toàn là những xác chết không lành lặn, thê thảm như ở trong địa ngục. Giữa trời đất, tiêu âm vẫn chưa dứt, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong ý cảnh tiêu âm, nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều bừng tỉnh, sợ hãi che miệng lại. Cái này, trên phi thiên đài, tên mê kiếm Triệu Nham hoàn toàn không nói lên lời. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất, con người khiếp sợ sắp rớt ra ngoài, hoàn toàn không dám tin. Người có thể phá được cửa thứ nhất của thần Long Quỷ Tam trận cũng khá nhiều, tuy nhiên tất cả đều đã bỏ mạng ở cửa thứ hai. Nhưng trường hợp giống như Lâm Nhất, không chỉ phá được kiếm trận Bách Quỷ Dạ Hành, còn giết hết 100 kiếm khách áo đen là chuyện trước nay chưa từng có. Cũng là kết quả mà mọi người không dám nghĩ tới. Ánh sáng lạnh lóe lên, một kiếm giết 100 người. Đối với Thanh Nham Tàng Kiếm Lâu mà nói, cho dù Lâm Nhất có chết ở cửa thứ hai, nhưng đả kích này cũng vô cùng lớn. Để đào tạo ra được 100 kiếm khách áo đen phải tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, tất cả đều là tử sĩ được tuyển chọn vô cùng cẩn thận, 10.000 người mới có một. Từ nay về sau, trong vòng 5 năm, trừ phi Tàng Kiếm Sơn Trang phái người tới, nếu không chỉ dựa vào sức lực nhà họ Phong thì không thể thành lập lại kiếm trận Bách Quỷ Dạ Hành nữa. Nếu như vậy, Tàng Kiếm Lâu có lẽ sẽ phải đóng cửa một khoảng thời gian khá dài. Phụt! Chính vào lúc im lặng như chết này, sắc mặt Phong Huyền Tử trên bục khách quý lúc xanh lúc trắng, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại cai! Thấy ông ta lảo đảo, sắp sửa lại té ngã xuống, mấy trưởng lão nhà họ Phong lập tức biến sắc. Họ vội vàng tiến lên, đỡ lấy Phong Huyền Tử. Sắc mặt Phong Huyền Tử trắng bệch, trước đó ông ta còn liên tục cười khẩy, bây giờ ngay cả khóc cũng không khóc được. Một đám trưởng lão nhà họ Phong lòng như cho tàn, hoàn toàn nói không lên lời. Tên khốn kiếp, ta sẽ giết hắn. Đại trưởng lão nhà họ Phong từ trên cao nhìn về phía Lâm Nhất, giận dữ nói. Quay lại, nhưng lại bị Phong Huyền Tử lạnh giọng gọi trở về, miễn cưỡng nhịn lại lửa giận trong lòng. Rất nhiều lão giả của thế gia hoang cổ đều mang vẻ mặt phức tạp, nhưng không ai dám mở miệng nói gì. Chuyện lần này quả thực đã gây ồn ào rất lớn, nếu như họ nhớ không sai, 3.000 tàng kiếm lâu phân bố ở giới Côn Luân, chưa từng có tiền lệ kiếm trận Bách Quỷ Dạ bị đổ sát toàn bộ. Cho dù có người phá được trận, ít nhiều họ cũng sẽ nể chút mặt mũi. Nhưng đụng phải cái tên tàn nhãn Lâm Nhất này, hắn không hề nói phải trái, người muốn giết ta thì ta sẽ giết ngươi, nếu đã trở mặt rồi, thì cũng không cần phải kiêng nể gì nữa. Nhà họ Phong, thật sự chịu tổn thất nặng rồi. Lâm Nhất, ngươi thật độc ác. Phong Huyền Tử nhìn Lâm Nhất, nghiến răng nói. Ta ác ư. Lâm Nhất liếc mắt nhìn lại, thầm cảm thấy nực cười, chưa từng thấy tên nào không nói phải trái như vậy. Kiếm trận Bách Quỷ Dạ Hành thâm độc thế nào, hắn cũng lười nói, chỉ dựa vào việc đám người này 3 lần 7 lượt muốn giết hắn thôi, đã đủ để bọn chúng chết 1 vạn lần rồi. Lúc hắn không rút kiếm, vất vả chống đỡ, đám người này liên tục cười nhạo, mong chờ hắn bị loạn kiếm phanh thây. Đợi khi hắn thực sự ra tay, không chút lưu tình, thì kẻ ác lại đứng ra cáo trạng trước. Ông nói thế nào thì là thế đó đi. Lâm Nhất quay đầu nhìn hướng khác, không tranh luận nữa,
cũng không nhìn xem ý của đối phương. Tên khốn kiếp này, nhìn thái độ này của Lâm Nhất, một đám trưởng lão nhà họ Phong tức đến toàn thân run rẩy. Cái thứ gì vậy, quá ngông cuồng rồi. Phong Huyền Tử nói chuyện với hắn, hắn lại không thèm nhìn ông ta, đây rõ ràng là không để ai vào trong mắt. Phong Huyền Tử cũng vô cùng tức giận, ông ta hít sâu một hơi, cố gắng hồi phục lại tinh thần nói, Lâm Nhất, ta cho ngươi cơ hội, nếu bây giờ ngươi rời đi, ta có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đại cai, đại trưởng lão nhà họ Phong lập tức nôn nóng, cái tên này đã nhảy lên đầu nhà họ rồi, sao có thể thả hắn đi được chứ? Im miệng, Phong Huyền Tử hung ác trừng mắt với ông ta, tiếp tục nói, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể tặng ngươi một thanh thánh kiếm thiên văn chân chính, bồi thường lại tổn thất cho việc kiếm phần viêm bị gấy. Am, ông ta vừa dứt lời lập tức khiến cho quảng trường Thanh Nham dâng lên một trận sóng to gió lớn, ai nấy đều không kịp trở tay, kinh ngạc vô cùng. Nhà họ Phong sợ rồi. Chỉ cần Lâm Nhất không tiếp tục khiêu chiến, không chỉ xóa bỏ một mớ ân oán, còn tặng cho hắn một thanh thánh kiếm thiên văn chân chính. Đệt, quân bài này thật là lớn. Diệp Phi Phàm sững sờ trước lời nói của Phong Huyền Tử, tim điên cuồng. Đập mạnh, Lâm Nhất một người một kiếm, đánh cho cả nhà họ Phong phải sợ rồi. Phong Huyền Tử nói như vậy, gần như là đang cầu Lâm Nhất, đường đường là thiên huyền sư vậy mà lại sợ rồi. Mọi người đều âm thầm kinh sợ, nhưng lập tức lại cảm thấy nhẹ nhõm, với thực lực đáng sợ của Lâm Nhất, nói không chừng hắn thực sự có cơ hội phá được cửa thứ hai. Cho dù cơ hội này chỉ có 1%, thì nhà họ Phong cũng không dám đánh cược. Bọn họ đã thua quá thê thảm rồi, nếu còn tiếp tục thua nữa, sợ là ngay cả kiếm thiên lôi cũng bị Lâm Nhất lấy đi mất. Như vậy thật sự là không còn gì để mất, ngay cả cái khố cũng thua sạch. Công Tôn Viêm nhìn Lâm Nhất, trong mắt tràn ngập sự đố kỵ, cái tên này. Thánh kiếm thiên văn, cho dù là trong đám đệ tử của kiếm đế nhất mạch, cũng không có mấy ai có. Nếu là thánh kiếm thiên văn mà Phong Huyền Tử đưa ra, cấp bậc chắc chắc không thấp, ít nhất cũng là thánh văn cửu phẩm. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất, trong mắt chứa đựng sự phức tạp và cảm khái. Cung Hạo Nhiên trên phi thiên đài trầm giọng nói, đây là một yêu cầu không ai có thể từ chối, dù sao những người xông vào trước đó đều đã chết hết, nhà họ Phong chịu nhượng bộ đến bước này, có thể nói là đã mất hết mặt mũi, Lâm Nhất cũng có được một thanh thánh kiếm thiên văn không quá kém. Xin lỗi, ta từ chối. Đề nghị rất mê người, nhưng Lâm Nhất không hề nghĩ nhiều, thẳng thừng từ chối. Cung Hạo Nhiên gần như vừa dứt lời. Giọng nói của Lâm Nhất đã truyền đi khắp quảng trường, mọi người trên phi thiên đài đều kinh ngạc. Triệu Nham che miệng lại, cố gắng nhịn cười. Lâm Nhất là một kiếm khách chân chính, một khi đã xác nhận đúng mục tiêu thì sẽ không dễ dàng thay đổi, há sẽ vì một chút mê hoặc này mà lùi bước. Bị vả mặt quá nhanh, sắc mặt Cung Hạo Nhiên hiện lên vài phần ngại ngùng, không phục nói, có cái gì đáng để ra vẻ cơ chứ? Ta không tin, hắn có thể qua được cửa thứ hai. Lâm Nhất, ngươi đừng có được nước lấn tới. Đại trưởng lão nhà họ Phong trên bục khách quý cảm thấy trên mặt đau rát, cái tên này thực sự được đằng chân lân đằng đầu, không hề nể mặt. Lời của đại ca, thánh nhân cũng phải nể mặt nửa phần, hắn thế mà lại quyết tuyệt như vậy. Phong Huyền Tử hơi lộ vẻ khó xử, ông ta mặt không cảm xúc nói. Cửa thứ hai, kiếm trận thương long. Am! Chỉ nghe thấy tiếng rồng ngâm vang lên giữa vòng trời, có đầu rồng phá vỡ biển mây mà gầm thét, bùng nổ kiếm quang lấp lánh tám phương vô cùng kinh người. Kiếm uy và long uy kết hợp hoàn mỹ, ngưng tụ thành kiếm uy thương long gào thét mà tới, tiếp theo đó là thân rồng, vuốt rồng và đuôi rồng lần lượt thành hình, biến hóa thành một luồng thương long hoàn chỉnh, sau đó lao thẳng xuống mặt đất. Khi thương long sắp sửa rơi xuống, lại âm ầm tản ra, hóa thành mưa kiếm đầy trời. Phập, 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 từng thanh kiếm xé rách hư không, cắm vào đá núi trên mặt đất, mũi kiếm cắm sâu xuống đất hai tấc, thân kiếm không ngừng run rẩy. Lưỡi kiếm dày đặc, cẩn thận đếm thì có tổng cộng 343 thanh, cứ 7 thanh sẽ tạo thành tinh diệu, 7 đại tinh diệu tạo thành tinh tú, 7 đại tinh tượng cũng chính là 343 thanh kiếm. Mỗi thanh kiếm đối ứng với một viên tinh thần, kiếm trận long thương chính là một thương long tỉnh tượng thu nhỏ, bọn chúng giống như một con thương long chiếm giữ lấy mặt đất. Xoạt! Tiếp đó vang lên tiếng xé gió, hơn 300 bóng người bay qua, mỗi người dẫm lên một chuôi kiếm, người dẫm lên vị trí đầu rồng là một kiếm khách trung niên hơn 50 tuổi. Mặc áo vàng cực kỳ bắt mắt. Phong mang giữa trán vô cùng sắc bén. Kiếm ý thông thiên, ông ta rõ ràng đã luyện nó đến trình độ cực cao. Kiếm trận thương long. Chỉ cần hít thở sâu, chỉ cần khí thế này thôi, đã khiến cho người ta không rét mà run. Đợi đến khi kiếm uy thương long bùng nổ, đừng nói là thiên phách ầng thứ 7, cho dù là tinh quân cảnh giới tinh tượng cũng khó mà chống nổi mấy hiệp.
thần long quỷ tam trận không cần giết hết người trong trận, chỉ cần phá trận là được. Nói thì đơn giản, nhưng kiếm khách tới khiêu chiến không ai là không chết trong cửa này, ngay cả nhận thua cũng không kịp. Anh tài của quận thành Thanh Dương đã qua bao nhiêu kỳ đại hội danh kiếm không nhìn thấy kiếm trận thương long rồi. Lúc này vẻ mặt ai nấy đều thổn thức, một kẻ lạ mặt của Thương Huyền phủ lại ép nhà họ Phong đến bước đường này, bọn họ thân là anh tài của quận thành Thanh Dương, vẻ mặt ít nhiều cũng có phần ảm đạm. Nhưng có lẽ cũng chỉ đến đây thôi, dù sao cũng không có ai có thể sống sót trong kiếm trận thương long, Lâm Nhất chắc chắn sẽ hối hận với quyết định vừa rồi. Giết hắn! Trên bục khách quý, Phong Huyền tử nghiến răng, lạnh giọng quát. Một tiếng rồng ngâm, thương long chiếm giữ mặt đất tựa như sống lại, gầm thét dữ tợn, lao về phía Lâm Nhất. Âm ầm, thiên địa chấn động, ai nấy đều hoa cả mắt, vô số kiếm quang giao nhau hóa thành long ảnh cuồn cuộn mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, giống hệt như một con thương long sống, tỏa ra luồng uy áp mạnh mẽ, tựa như ngọn núi lớn nguy nga sừng sững. Lâm Nhất ở dưới thương long, trông cực kỳ nhỏ bé. Keng, kiếm quang chói mắt nở rộ, chỉ thấy đầu rồng và táng hoa va vào nhau, bắn ra tia lửa rực rỡ lấp lánh. Âm, dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Nhất liên tục lùi lại mấy bước. Mặc dù tu vi của hơn 300 người này đều bị phong cấm ở thiên phách, nhưng có kiếm trận hỗ trợ mà tựa như một thể thống nhất. Chỉ khẽ va chạm, về mặt sức mạnh thể hiện rõ sự chênh lệch tuyệt khắc này đến ngay cả kiếm ý bán bộ thần tiêu cũng không dựa vào được. Thương long bãi vĩ, kiếm khách áo vàng đứng đầu gầm lên một tiếng. Học, đuôi thương long lấp lánh điện quang chói mắt, giống như chim nhạn mà lao vút qua. Những nơi đi qua đều nổi lên gió kiếm sắc bén, cắt ra từng vết nứt trong hư không, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Keng keng keng, Lâm Nhất tránh được đuôi rồng trong gang tấc, vẻ mặt hắn bình tĩnh, táng hoa bay lượn chém vụn gió kiếm mà đuôi rồng cuộn tới. Thương long chỉ vũ, kiếm khách áo vàng lại gầm lên lần nữa. Đầu rồng khổng lồ cố gắng xoay một vòng, sau đó quay đầu nhanh như chớp lao về phía Lâm Nhất. Gào! Miệng rồng mở ra, Lâm Nhất tránh không kịp, hai tay cầm kiếm chặn lấy. Keng! Nhìn qua là cảnh tượng đầu rồng từ trên cao lao xuống đụng vào kiếm của Lâm Nhất, trên thực tế chỉ có kiếm của kiếm khách áo vàng và táng hoa va chạm nhau, còn những kiếm khách khác đều đang kết thủ ấn mở rộng kiếm uy, duy trì bản thể của kiếm trận thương long. Ầm! Trong tiếng vang kinh thiên động địa, hai chân Lâm Nhất lún xuống mặt đất. Sau đó cả mặt đất đều sụp xuống trong nháy mắt. Ầm ầm, xung quanh Lâm Nhất vô số sàn đá nứt vỡ, hóa thành những cục đá to nhỏ, bay lơ lửng giữa không trung. Quá khó rồi. Trên phi thiên đài sắc mặt Triệu Nham nghiêm trọng, trận pháp thương long này thực sự không nói phải trái, hơn 300 người đó ít nhất cũng đã phối hợp hơn 10 năm rồi. Muốn tìm ra sơ hở ở trong đó, đừng nói là thiên phách, cho dù là tinh quân hơn 100 tuổi cũng không thể tìm được. Duy chỉ có dùng sức mạnh để tạo ra kẽ hở, liên tục tấn công mới có thể vượt qua được. Nhưng tu vi hạn chế ở thiên phách, thần đan tới cũng không có tác dụng gì, y hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để chiến thắng. Quá mạnh, kiếm trận thương long có uy lực khủng khiếp, vượt qua dự đoán của mọi người, mạnh tới nỗi làm cho người ta phải phẫn nộ. Thực lực của Lâm Nhất như thế nào, hắn đã thể hiện một cách ngoạn mục. Trong đại hội danh kiếm và cửa đầu tiên kiếm trận bách quỷ dạ hành. Nhưng đến cửa này, vừa bắt đầu đã rơi vào thế hạ phong, mới chiêu thứ ba đã bị dồn vào đường cùng. Thương long tại thiên, kiếm khách áo vàng hóa thân thành đầu rồng trong kiếm trận gầm lên, toàn bộ kiếm trận thương long lại biến hóa lần nữa. Cả người thương long bay lên, đầu rồng xoay tròn xung quanh Lâm Nhất, thân rồng dũng mãnh bay lượn trên không trung cũng đồng thời chuyển động, từ xa nhìn lại, hệt như một con mãng xà đang không ngừng quấn quanh Lâm Nhất, liên tục siết chặt lại, thu nhỏ phạm vi không gian của hắn. Thấy kiếm khách áo đen dẫn đầu đánh tới, sắc mặt Lâm Nhất vẫn không thay đổi, lấy kiếm ý bán bộ thần tiêu tăng cường, thi triển phù vân thập tam kiếm. Keng, keng, keng ngồ, lưỡi kiếm không ngừng va chạm nhau, mỗi lần giao thủ, sức mạnh của Lâm Nhất đều xếp dưới, cho dù trình độ kiếm đạo của hắn mạnh hơn nhiều so với kiếm khách áo vàng, cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Sau lưng đối phương có 342 kiếm khách, còn có kiếm trận thương long hỗ trợ. Từng chiêu từng thức cho dù không dùng đến bất kỳ kiếm pháp nào cũng mạnh đến mức khó tin. Cái gọi là một thằng khỏe đánh bại 10 thằng biết võ chính là như vậy. Theo đó, thân rồng dũng mãnh vừa thu nhỏ phạm vi cũng đồng thời không ngừng giảm nhẹ kiếm thế của Lâm Nhất. 11 con chim thanh loan bay vòng quanh Lâm Nhất bị kiếm khách trên những bộ phận khác của thương long không ngừng ra tay tấn công. Lâm Nhất không chỉ ngăn địch ở chính diện, mà là phải chịu những đòn tấn công chí mạng ở mọi phía. Kiếm trận thương long mạnh hơn rất nhiều lần so với kiếm trận bách quỷ dạ hành. Kiếm trận bách quỷ dạ hành chủ yếu nằm ở sự thâm độc,
chỉ cần không rút kiếm ra, một lần nhiều nhất cũng chỉ đối mặt với 10 kiếm khách mà thôi. Nhưng kiếm trận Thương Long này, đối phương có 343 kiếm khách, vừa có thể hợp thành một thể, lại vừa có thể chia ra tấn công. Kiếm khách áo vàng ở chính diện không ngừng tạo áp lực cho hắn, những kiếm khách còn lại thì không ngừng làm suy yếu kiếm thế của hắn, dưới tình thế này, bất kỳ lúc nào cũng trở lên hết sức nguy hiểm. Có lẽ ở lần hít thở tiếp theo, Lâm Nhất sẽ trực tiếp sụp đổ, cả người bị kiếm trận cắt thành từng mảnh vụn. Lâm Nhất cố gắng chống đỡ, ánh mắt của hắn vẫn luôn quan sát kiếm trận Thương Long, muốn tìm ra kẽ hở ở trong đó. Giao đấu đến bây giờ, Lâm Nhất đã phát hiện được một vài điểm yếu, nhưng không được xem là kẽ hở chí mạng. Trong đó có một hai điểm yếu là sơ hở mà đối phương cố ý để lại, nếu thật sự dốc toàn lực vào đó, sẽ chết tương đối khó coi. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, khiến người xem nhức đầu không thôi. Giờ phút này, cho dù là ai cũng đều nhìn ra được, tình cảnh của Lâm Nhất tương đối khó chịu. Hắn không thể chặn đứng được đầu rồng ở chính diện, những hướng khác, 11 con thanh loan liên tục phát ra tiếng kêu thê lương. Bất kể là thanh loan bị diệt, hay là bị chính diện áp đảo, Lâm Nhất cũng sẽ rơi vào bế tắc trong nháy mắt. Kế hở chí mạng căn bản không thể tìm ra được, không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa. Lâm Nhất gặp nguy không hoảng, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Cứ tiếp tục kéo dài, 11 con thanh loan chỉ cần có bất kỳ con nào bị tiêu diệt, hắn ở chính diện rất có khả năng bị kiếm khách áo vàng một kiếm chém thành hai nửa. Muốn chạy sao? Kiếm khách áo vàng giễu cợt nói, chạy thoát được không, đứng lại cho tai. Am! Dứt lời. Một vuốt rồng khổng lồ bao quanh bởi sấm sét và cuồng phong, cuốn theo kiếm ý vô biên xé rách hư không, bắt lấy Lâm Nhất. Xoạt! Lâm Nhất khế biến sắc, thi triển kim ô cửu biến đến cực hạn, hai tay mở ra, nhẹ nhàng tránh đi. Phùi! Hắn thoát khỏi vuốt rồng trong gang tấc, nhưng trên người vẫn có những vết thương dữ tợn do mấy luồng kiếm quang rạch ra. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy vuốt rồng đang bắt lấy Lâm Nhất, nhưng trên thực tế vuốt rồng kia do 49 kiếm khách tạo thành. Mỗi kiếm khách tung ra 9 luồng kiếm quang, gào thét mà tới, tung ra hàng trăm sát chiêu chí mạng ùn ùn kéo đến. Giết! Sắc mặt kiếm khách áo vàng lạnh lùng, ông ta không ra tay, chỉ rót kiếm thế vô tận vào lưỡi kiếm. Được dồn lực như vậy, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hấp thụ và tỏa ra hàn mang cực kỳ kinh người. Lâm Nhất không kịp kiểm tra vết thương trên người, một vuốt rồng khác đã đánh về phía Lâm Nhất, kiếm khí long trời lở đất lại lần nữa thét gào mà đến. Keng keng keng! Lâm Nhất xoay người né tránh, đồng thời không ngừng vung kiếm táng hoa trong tay, lưỡi kiếm và kiếm quang không ngừng đụng vào nhau, không ngừng nổ ra những tiếng vang lớn. Đợi sau khi kiếm quang gào thét đi qua, trên người Lâm Nhất lại có thêm mấy vết thương nữa. Đau quá! Lâm Nhất khẽ nhíu mày, khóe miệng co giật, kiếm trận Thương Long là một tổng thể, ở một vài góc độ mà nói nó còn khó đối phó hơn cả một con Thương Long chân chính. Không để cho Lâm Nhất có quá nhiều cơ hội nghỉ ngơi. Kiếm khách áo vàng tập hợp sức mạnh đã lâu đột nhiên bùng nổ, kiếm trong tay ông ta bùng cháy lên lôi đình hỏa diễm lóa mắt. Kiếm quang lao vút tới, từ xa nhìn lại giống như Thương Long đang phun ra long viêm. Cuốn theo long uy và lôi hỏa, hư không ở những nơi nó đi qua bị đốt cháy thành một mảng đen kịt, mang lại cho người ta cảm giác chấn động rất lớn. Keng, Lâm Nhất đã có chuẩn bị từ trước, chặn chiêu kiếm này theo dự đoán. Nhưng cho dù như vậy, cánh tay hẳn vẫn tê dại, lòng bàn tay rách ra. Máu tươi thấm ra ngoài, kiếm táng hoa trong tay suýt nữa bị đánh bay đi. Trong hư không, táng hoa và lôi hỏa không ngừng giao thủ, tình cảnh của Lâm Nhất hết sức bị động, mấy lần muốn phá vòng vây thoát ra đều không thể làm được. Lâm Nhất sắp thua rồi. Triệu Nham vẻ mặt nghiêm trọng, có phần lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Nhất thua cũng chỉ là chuyện sớm muộn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kỳ tích nào xảy ra, kiếm trận Thương Long thực sự có phần đáng sợ. Thân thể của tên này sợ là không đơn giản. Cung Hạo Nhiên vẫn luôn có thái độ không tốt với Lâm Nhất, lúc này sắc mặt cũng phức tạp nói một câu, đặt gã vào góc độ của Lâm Nhất. Không quá 4-5 hiệp, cơ thể đã bị chấn thành bùn nhão rồi, Lâm Nhất có thể kiên trì lâu như vậy, cơ thể lại chỉ bị thương một vài chỗ, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng cho dù như vậy cũng chẳng thay đổi được gì, kiếm trận Thương Long đáng sợ vượt xa cả tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Rắc! Nhưng chính vào lúc này, một tiếng nổ vô cùng chói tai vang lên, ánh sáng xanh nở rộ đầy trời, chính là 11 con thanh loan của Lâm Nhất đã bị tiêu diệt mất một con. Rắc, 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 rắc. Sau khi một con bị tiêu diệt, giống như phản ánh dây chuyền, những thánh linh thanh loan khác không ngừng nổ tung, kiếm thế trên người Lâm Nhất nháy mắt giảm xuống mức thấp nhất, khí thế trên người lập tức bị kiếm uy Thương Long trấn áp. Ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh, khuôn mặt biến sắc. Quá đáng sợ,
đến ngay cả kiếm ý bán bộ thần tiêu cũng không chống lại được, kiếm uy thương long của kiếm trận thương long thực sự quá kinh khủng. Không còn nghi ngờ gì nữa, kiếm ý bán bộ thần tiêu là lợi thế lớn nhất mà Lâm Nhất thể hiện ra, cho dù là phá vỡ kiếm trận bách quỷ dạ hành, hay là chiến thắng Gông Tôn Viêm trong đại hội danh kiếm, kiếm ý bán bộ thần tiêu của Lâm Nhất đều là đệ nhất công thần. Trình độ kiếm đạo vượt xa người thường, giúp cho hắn vẫn có thể ung dung tự tại khi đối mặt với những yêu nghiệt tinh quân bảng. Nhưng đối mặt với kiếm uy thương long không nói phải trái này, thực sự vẫn không đủ. Phụt! Vào khoảnh khắc thanh loan tan vỡ, Lâm Nhất chính diện nghênh chiến với kiếm khách áo vàng, cũng bị lưỡi kiếm bùng cháy lôi hỏa của đối phương đánh bay ra ngoài. Người ở trên không trung phun mạnh ra một ngụm máu tươi, cảnh tượng trong dự đoán của mọi người đều đã xuất hiện. Giết! Kiếm khách áo vàng lạnh mặt, một kiếm đánh bay Lâm Nhất, lại lập tức bay lên chuẩn bị nhân cơ hội giết chết hẳn. Chỉ cần thêm một kiếm nữa. Trưởng lão nhà họ Phong trên bục khách quý nín thở tập trung tinh thần, tim đập mạnh liên hồi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Trước đó Lâm Nhất hại bọn họ quá thảm, 3 lần 7 lượt bị vả mặt, nên đã để lại một vài di chứng. Cho dù trước mắt Lâm Nhất đã rơi vào đường cùng, không nhìn ra bất kỳ cơ hội nào có thể lật chuyển tình thế, nhưng không nhìn thấy hắn thực sự ngã xuống, bọn họ vẫn không dám thở mạnh. Nhưng vẻ phấn khích trong mắt vẫn bán đứng suy nghĩ của bọn họ, đến ngay cả Phong Huyền Tử cũng bất giác nắm chặt tay lại. Rượu mời không uống uống rượu phạt, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đại Nhật Huyền Không, Lâm Nhất bị đánh bay ra ngoài vẻ mặt cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào, hết sức bình tĩnh. Hắn thi triển Kim Ô Cửu Biến, kéo dần khoảng cách với đối phương thêm lần nữa, ánh mắt nhìn về phía kiếm khách áo vàng đang tấn công tới. Hai mắt Lâm Nhất hơi ngừng lại, thầm thở dài một hơi, xem ra thực sự không tìm thấy được kế hở rồi. Kiếm trận thương long gần như hoàn hảo, với trình độ kiếm đạo hiện giờ, không thể tìm ra được sơ hở chí mạng nào của đối phương. Nếu đã như vậy, đành phải lấy cứng chọi cứng thôi. Soạt, Lâm Nhất liên tục bay lùi lại bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Bất động nhìn kiếm khách áo vàng đang lao tới cùng với thương long uy mãnh đang bao trùm lấy đối phương. Từ bỏ chống cự rồi sao? Kiếm khách áo vàng thầm cười khẩy, trầm giọng nói, nhưng vẫn phải chết. Gào! Mắt thấy kiếm trận thương long sắp nuốt chửng giết chết Lâm Nhất với kiếm thế chạm đấy, trên người Lâm Nhất đang ở giữa không trung đột nhiên nổ ra một tiếng rồng ngâm. Một luồng kiếm thế hình rồng từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài, phong lôi quẩn quanh, chấn động 9 tầng trời. Thương long bất diệt! Bất diệt thương long. Kiếm ý bán bộ thần tiêu và uy lực thương long kết hợp một cách hoàn hảo, chớp mắt đã ngưng tụ ra kiếm uy thương long cực kỳ kinh người, Lâm Nhất phát ra tiếng gầm thét, cầm lấy táng hoa chủ động nghênh chiến. Âm. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người, trong mắt bọn họ đột nhiên xuất hiện thêm một con thương long nữa, hai thương long trong không trung hung hăng đối đầu vào nhau. Trong tiếng vang long trời lở đất, hai con rồng gắt gao chiến đấu. Kiếm uy thương long sao? Kiếm khách áo vàng đứng ở vị trí đầu rồng của kiếm trận, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Vào khoảnh khắc kiếm ý bán bộ thần tiêu và uy lực thương long dung hợp lại, kiếm thế vốn chạm đáy trên người Lâm Nhất bỗng nhiên khôi phục lại đỉnh phong, chặn đứng một kiếm này của ông ta. Đến lượt ta ra tay rồi đúng không? Lâm Nhất lau khô vết máu ở khóe miệng, nhìn kiếm khách áo vàng, trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ là trong ý cười đó, ánh mắt hắn lại vô cùng lạnh lẽo, vừa nấy đối phương ngạo mạn như vậy. Dựa vào uy lực của kiếm trận thương long, đánh cho hắn gần như không có sức trở tay, nếu không phải cơ thể của hắn quả thực cường hãn, thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Hừ, có kiếm uy thương long thì đã sao, kiếm trận thương long không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Sau sự kinh ngạc ban đầu, kiếm khách áo vàng lập tức chấn định lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lâm Nhất. Vậy sao? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên phong mang, 49 đóa hoa tinh ma trong thất đại khí hải bên trong cơ thể hoàn toàn nở rộ. Khi tất cả hoa tỉnh ma đều hoàn toàn bùng cháy, một luồng uy áp chấn động lòng người từ trên người Lâm Nhất tăng vọt lên, phá vỡ xiềng xích của tinh quân, một đường gió bão, nháy mắt đã đạt đến khí thế tương đương với cảnh giới tinh tượng viên mãn đỉnh phong. Khí thế đáng sợ như vậy, tăng cường lên kiếm uy thương long, thế cân bằng của hai bên lập tức bị phá vỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 162.